Cô thân chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Các em thân mến, ở những tiết học trước chúng ta đã được hướng dẫn làm một bài thơ lục bát và viết đoạn văn trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát. Chúng ta đã được rèn kỹ năng viết. Hôm nay đến với tiết 43, chúng ta sẽ được rèn kỹ năng nói và nghe, trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát. Mục tiêu cần đạt về kiến thức: chúng ta nắm được nội dung của một bài thơ lục bát, tìm hiểu được tác giả, nêu lên cảm xúc về một bài thơ lục bát. Về năng lực, biết cảm nhận một bài thơ lục bát và trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát. Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài, trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát. Về phẩm chất, thể hiện tình yêu cuộc sống, yêu thơ văn và trân trọng Các em thân những mến, vẻ đẹp đến của với quê phần hương, yêu đất cầu nước. Chúng ta đi vào phần một nhỏ nội dung. Thứ nhất, chúng ta cần đọc kỹ bài thơ và nắm vững yêu cầu nội dung nghệ thuật của bài thơ ấy. Thứ hai, chúng ta nắm vững những dẫn chứng tiêu biểu trong bài thơ để có thể trích dẫn nhằm thuyết phục hơn người nghe. Thứ ba, chúng ta nên lựa chọn một bài thơ có dung lượng vừa đủ để chúng ta có thể chủ động trong cách trình bày. Thứ tư, tác phẩm mà em lựa chọn để trình bày phải là một bài thơ mà em yêu thích, vì khi chúng ta yêu thích, chúng ta sẽ có cảm xúc và khi ấy việc nói của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng, gần gũi hơn. Cuối cùng, chúng ta có thể thêm tranh ảnh, video minh họa cho bài nói Ngoài những nội dung để trên, bài nói em của cần mình có phải thể chú thêm ý xin sinh thêm động, hấp một dẫn vài điều và nữa. lôi cuốn người nghe hơn em nhé. Nếu em cảm thấy việc ghi nhớ quá khó thì em có thể chuẩn bị bằng cách ghi ra nháp trước đoạn văn mình cần nói để đoạn văn được chặt chẽ, mạch lạc, trôi chảy hơn. Thứ hai, em chú ý lựa chọn những từ ngữ, cách xưng hô, ngữ điệu sao cho phù hợp với đối tượng nghe và nội dung nói. Thứ ba, em cần có kỹ năng chọn lọc, ghi nhớ ý chính để bài nói của mình được tập trung hơn. Thứ tư, vì đây là một bài văn nói nên em không phụ thuộc hoàn toàn vào bài viết, cũng như tránh trường hợp đọc thuộc lầu lầu. Và cuối cùng, khi đã có hết tất cả những lưu ý ấy, em cần phải chuẩn bị cho mình một tư thế tự tin nhất, vững vàng nhất có thể để có thể đứng trước một đám đông trình bày rõ ràng khúc chiết và lôi cuốn phần nói của mình, thì em phải cần tự tin và vững vàng. Em nhìn vào sách giáo khoa và thử nêu cho cô quy trình ở sách đưa ra cho chúng ta gồm các bước nào. Như vậy, em thấy trong sách giáo khoa trang 81, 82 chúng ta có 4 bước chính. Bước thứ nhất, xác định đề tài, người nghe, mục đích, thời gian, không gian nói. Bước thứ hai, tìm ý và lập dàn ý. Bước ba, luyện tập và trình bày. Bước 4,
trao đổi và đánh giá. Bây giờ chúng ta cùng đến với từng bước để hiểu nội dung của các bước như thế nào. Với bước thứ nhất, các em ạ, khi chúng ta trình bày, chúng ta phải xác định rõ yêu cầu của đề bài là gì. Việc xác định yêu cầu đề bài là gì càng chính xác thì khả năng chúng ta nói vào vấn đề trọng tâm càng rõ ràng hơn. Nếu chúng ta không xác định được yêu cầu của đề bài thì chúng ta dễ đi xa, lan man. Thứ hai, người nghe có thể là ai? Đơn cử như nếu chúng ta trình bày trên lớp thì rõ ràng người nghe là thầy cô, bạn bè. Còn nếu chúng ta phải trình bày bài nói ở nhà thì đối tượng người nghe có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị của mình. Thứ ba, mục đích nói là gì? Khi chúng ta nói bất kỳ điều gì, chúng ta cần phải có mục đích nói cụ thể. Và em thấy ở trong yêu cầu thì người ta sẽ xác định cho mình những trọng tâm, mục đích. Thứ tư, em sẽ nói trong không gian nào? Có rất nhiều không gian để trình bày, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ trong tiết văn, ở giờ học văn thì em sẽ nói trong lớp học. Ở nhà mình sẽ nói trong không gian gia đình ở nhà mình. Hoặc nếu đó là giờ chơi, em có thể nói ở ngoài sân trường cũng được. Và cuối cùng, có khoảng thời gian bao lâu để nói? Điều này vô cùng quan trọng, vì khoảng thời gian sẽ quy định bài nói của em dài ngắn thế nào. Khi chúng ta đã cùng tìm hiểu bước 1 rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với bước 2. Bước 2 của chúng ta đó là tìm ý và lập dàn ý. Như vậy, ở bước này chúng ta thấy chúng ta sẽ sử dụng các ý có trong đoạn văn đã viết để chuẩn bị cho bài nói của mình. Như vậy, ban đầu em phải có một đoạn văn. Sau đó, chúng ta cần liệt kê để tìm ra được ý chính, các dẫn chính cần nói, và để cho bài nói của mình có thể ngắn gọn, xúc tích và dễ nhớ, dễ nắm bắt. Chúng ta phải tóm lược các ý thành các từ khóa quan trọng ở mỗi ý chính. Hoặc chúng ta cũng có thể trình bày dưới dạng những gạch đầu dòng, những cụm từ, nếu chúng ta cảm thấy việc viết đoạn văn quá khó. Bước 3, luyện tập và trình bày. Ở bước này, em cần phải, thứ nhất, thực hiện những nghi thức cần có, như là giới thiệu về bản thân em đến từ tổ nào, nhóm nào, và gửi lời chào đến thầy cô, bạn bè. Em phải giới thiệu rõ tên bài thơ, nói thêm về lý do cho sự lựa chọn ấy. Tại sao em chọn bài thơ này mà không phải là bài thơ khác? Bước thứ ba vô cùng quan trọng là em đọc diễn cảm bài thơ. Đây là một yêu cầu bắt buộc, vì khi đọc diễn cảm bài thơ,
là em đang tìm cho mình nguồn mạch cảm xúc để bắt đầu đi vào và tạo được nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Đây cũng là dịp để em giới thiệu một tác phẩm thơ mà mình yêu thích đến các bạn chưa được tiếp cận với bài thơ trước đó. Sau đó, em lần lượt trình bày rõ ràng mạch lạc những cảm xúc mà bài thơ đã gợi ra cho em. Việc trình bày càng rõ ràng, càng mạch lạc bao nhiêu thì hiệu quả thuyết phục càng cao bấy nhiêu. Trong quá trình nói, em có thể nêu ra những dẫn chứng có trong bài thơ để làm tăng tính thuyết phục cho lời nói của mình. Và em lưu ý thêm, trong quá trình luyện tập, em cần cân nhắc kỹ việc sử dụng từ ngữ. Điều này vô cùng quan trọng. Khi chúng ta càng trau chuốt trong việc sử dụng từ ngữ, thì hiệu quả diễn đạt, sự bóng bẩy trong lời nói của mình càng được nâng cao. Em tập sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ. Nói đến đây sẽ có nhiều bạn hỏi, vậy phương tiện phi ngôn ngữ là gì? Các em thân mến, trong quá trình giao tiếp, chúng ta có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Ngoài ra, chúng ta có một loại phương tiện nữa, không dùng ngôn ngữ nói viết mà dùng ngôn ngữ hình thể. Ví dụ, đó là động tác của tay. Ví dụ, đó là vẻ mặt, là ánh mắt, là nụ cười và tất cả những cách thức mà chúng ta không sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Trong quá trình chúng ta nói, chúng ta chú ý phải tập trung tương tác nhiều với người nghe. Đôi khi, có thể chúng ta đặt những câu hỏi nhỏ, những câu hỏi nêu vấn đề để người nghe có thể tương tác với chúng ta, từ đó làm nền để chúng ta dẫn dắt đi vào bài nói của mình. Hoặc một điều quan trọng trong khi chúng ta nói, đó là chúng ta cần phải nhìn vào mắt của người nghe. Đó là sự giao tiếp bằng mắt. Và nó cũng là một cách để chúng ta kêu gọi sự tập trung chú ý từ họ. Đến với bước 4, đó là bước trao đổi và đánh giá. Chúng ta thấy ở bước 4, chúng ta sẽ lần lượt đóng vai trò vừa là người nói, vừa là người nghe. Trong vai người nghe thì chúng ta sẽ điểm lại trong cách trình bày nội dung bài nói của bạn. Chúng ta có quyền nêu những câu hỏi, nhận xét về những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ, hoặc nêu những quan điểm khác với người nói. Và em thấy quá trình trao đổi đánh giá này sẽ củng cố hơn nữa phần nói của mình và nâng cao kỹ năng nghe của chúng ta.
Các em cần lưu ý. Bài chia sẻ có đầy đủ các phần giới thiệu, nội dung và kết thúc chưa? Em đã trình bày rõ tên bài thơ, tên tác giả và nội dung chưa? Em đã thể hiện rõ cảm xúc của mình về bài thơ chưa? Em có sử dụng những dẫn chứng để làm rõ điều mình muốn nói chưa? Và cuối cùng, em đã sử dụng những phương tiện phi ngôn ngữ và giọng nói phù hợp chưa? Khi trả lời được tất cả những câu hỏi này, thì mình đã làm tốt bước trao đổi và đánh giá một lần nữa để khắc sâu lại những vấn đề mà mình nói. Phiếu đánh giá. Và sau đây là phiếu đánh giá theo tiêu chí nhóm. Chúng ta có thể phân lớp thành 4 hoặc là 8 nhóm lên trình bày. Các tiêu chí từ 1 tới 5. Trình bày được cảm xúc về một bài thơ Lục Bát. Nội dung phần trình bày đầy đủ, hấp dẫn, khơi gợi được hứng thú cho người nghe. Nói to, rõ ràng, truyền cảm. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp. Mở đầu và kết thúc hợp lý. Chúng ta có các mức độ chưa đạt, đạt, tốt ở 5 tiêu chí này. Và tổng điểm của chúng ta là 10 điểm. Đây là căn cứ để chúng ta có thể có những cái yêu cầu để chấm điểm cho đội mình hoặc kể cả nhóm bạn. Cũng như đây là những lưu ý để các em có thể chỉnh sửa bài nói của mình theo hướng tốt nhất có thể. Các em thân mến, trên đây cô vừa hướng dẫn cho các em quy trình nói và nghe trình bày cảm xúc về một bài thơ Lục Bát. Thông qua tiết học này, các em sẽ được rèn luyện kỹ năng nói. Đồng thời, các em sẽ cảm thấy tự tin hơn, hào hứng hơn ở mỗi tiết luyện nói như thế. Chỉ cần chúng ta nắm vững các quy tắc và cố gắng một chút là chúng ta đã có những bài nói tốt, hay, hấp dẫn và lôi cuốn người nghe. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Thân ái chào các em.